Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ Xin giới thiệu đến cả nhà Một dãy trọ 4 phòng Hẻm 35 đường số 9 Phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức Đường trước dãy trọ của mình hiện tại Nó là đường 5m, 6m Hai ô tô có thể tránh nhau sát với lại mặt tiền Đường số 9 Thông với lại hẻm 479 Hẻm 505 Đường số 9 Đường Đinh Thị Thi Cổng sau khu đô thị Vạn Phúc Thuận lợi di chuyển đến các khu vực xung quanh Diện tích của cái dạy trọ của mình Nó là ngang 5m Dài 16m nở hậu 6 m. Diện tích công nhận nó là 83,6 m gần 84 m. là full thổ cư. Từ vị trí dãy trọ của mình ra mặt tiền đường số 9. là 150 m. Thông với lại hẻm 479, hẻm 505 đường quốc lộ 13 thông với lại đường số 9. đường Đinh Thị Thi ra mặt tiền đường Quốc lộ 13, 500m về lại chợ Bình triệu, chợ Hiệp Bình, đại học Luật, nhà thờ Fatima bến xe miền Đông, từ 5 đến 10 phút di chuyển. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm, xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản mặt họ riêu để nhận thêm những cái cập nhật sản phẩm một cách nhanh nhất và chọn cho mình những cái, sản phẩm đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và nơi an cư tốt nhất xin nhắc lại bán dễ trọ 4 phòng hẻm 35 đường số 9 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức đây là thành phố Thủ Đức diện tích nó là ngang năm dài 16m nó hậu 6m công nhận 84m